Nó mình đọc chữ lên luôn, uống luôn cả ánh trăng mời, uống cho điên đảo cuộc cờ thế gian. Nhỏ gì vậy? Với mấy trái bầu lớn, cái trái nào mà có khóa mấy bạn móc vô cái ba lô hơn á. Thiệt mà có thể cái này là nó may mắn nè, mà nó đâu có bị gì đâu nè. Đây cho các bạn coi cái bầu nè. Đây thì cái này cũng làm bằng dây laser. Cái này là ông cố tổ của ông cố tổ của ông cố tổ của con này. Con này bự hơn con này gấp ngàn lần. Phải bằng mũ hay nhựa gì đâu. Cái này là bằng gỗ thiệt. Mọi người nè, nghe tiếng nè. Mấy bạn cũng nghe của mình nè. Tôi xin chào tất cả các bạn đã đến video của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trái bầu. Và giờ mình sẽ hướng dẫn với các bạn là những cái quy trình để tạo ra một trái bầu giống vậy nha. Mình có một cái ly nha. Thì đầu tiên là ta trồng một cây bầu. Thì sau đó cái trái bầu á, hết cái mùa thu hoạch đó, người ta sẽ chọn lựa được cái trái nào bự nhất và già nhất, người ta thu hoạch. Sau đó người ta sẽ đem cái trái bầu này nè, ban đầu nó màu xanh, lá cây á, xong rồi người ta phơi, người ta hoặc là người ta đem đi sấy. Sau đó nếu mà không có máy sấy, người ta sẽ đem đi phơi. Thì nó sẽ thành cái màu giống vậy. Sau đó người ta sẽ gắn một cái lớp sáp ong ở trong đó để chứa nước hay là chứa rượu hay là cái gì đó. Còn cái này là các bạn á, là điêu khắc bằng tia laser. Còn cái trái bầu nhỏ xíu này cũng có là bằng tia laser luôn. Đúng rồi. Thì đây bây giờ bạn, bây giờ các bạn đón xem màn áo thuật của tụi mình nha. Mình thì, sẽ... thì nó hôm qua mình mới đó. Đi lên núi Thái Sơn mình bắt con quỷ yêu ở trên đó là bắt tôm một không về. Đây, hôm nay á sao qua mấy chục ngày rồi, đúng một giờ đi. Đúng một giờ ba cấp đã hóa thành nước. Bây giờ coi màn ảnh thật của anh mình nha. Đó. Ngon. Ngon. Thiệt mà. Mình có thể đựng rượu hoặc là trang trí nữa. Mà các bạn mình nói bạn nghe nè, có thể đựng bia, nước lạnh, suối nữa. Làm cái bầu chứ là cái thiệt chứ không phải bằng gỗ. Các bạn đây là một video gì đó mới nhất. Cái này cũng làm bằng kia. Cũng 4 tháng thu hoạch luôn. Nhưng mà cái này là người ta làm để mình làm móc khóa nè là. Mà cũng điêu khắc bằng tia laser. Cũng làm cái trang cái bầu lớn rồi luôn. Nhưng mà nó là làm bằng cái bầu nhỏ. Thì đây đó, trận nhìn lâu nhìn qua Mỹ. Mọi người thấy trái bầu không? Thì trái bầu mà, các bạn ơi, mà bạn mấy bạn muốn khắc kiểu gì khắc kiểu đó chứ không phải khắc theo kiểu này đâu nha. Bạn chúc gia đình nhiều sức khỏe cũng được. Trái bầu người ta có dán lên mấy cái chút bình an này nè, mấy trái bầu này là dịp tới. Ở trên thị trấn Bến Cầu của mình nó cũng có một trái bầu giống vậy á. Đẹp lắm. Đó là sẽ không bị đứt ra đâu. Mà cái này à, mình thấy nó ta liền khó quá. Khó nó mới làm được á. Mấy bạn này à, mấy bạn ơi, biết cái này ai bán không? Đi ngon mình bán đó, bạn mua mọi cái này đẹp lắm á. Không phải tôi nho bán cái trái này mà là tôi nho ủng hộ, tôi nho quảng bá cho cái trái này. Cái này là mười mấy năm ổng hư luôn nha mọi người. Các bạn có làm nước thì cũng không hư, nhưng mà nó sẽ bị xúc cái nắp đổ nước ra. Nhưng mà thấy anh mình làm không? Không đổ luôn. Nhưng mà làm rớt mấy chục năm cũng không có sao đâu. Rớt là nó hư chứ không có làm sao. Nghe không? Đây là tiếng trái bầu chứ không phải tiếng gỗ nha mọi người. Các bạn nghe nè các bạn. Trong cái này thì nó rỗng nha, trong trái bầu. Các bạn thì đây là một cái bầu nhỏ mini, thì cái này được làm bằng gỗ, còn cái này thì được làm bằng bầu thiệt nha bạn. Theo mình á, thì các bạn nên trà rửa sạch sẽ trước khi đựng rượu hay là đựng nước nha, chứ không á nó sẽ có những cái vụn gỗ á, uống nó là không có vệ sinh đâu nha. À, thấy con quay video mà cũng còn đang chê với mình. Mấy bạn có cái con ước gì á là cái này cũng là một cái móc khóa bự luôn, để mà nó treo trên đây nè, để mình làm mà thành một cái móc khóa bự mình treo trên cái ba lô cũng vậy nè. Mấy bạn thành một cái đồ đựng nước luôn. Mà mấy bạn nó có mấy cái dây bằng nè hay có cái móc không? Đó nè, bây giờ mình sẽ hai cho em. Em nên mặc cái áo rất là khác.
cho điên đảo. Bên đây cũng vậy, hai bên nhốt chen nhau. Cái này hình ông già cầm quạt. Đâu? Ừ. Thì bạn đây là trái bầu mini. Đây nè, là trái bầu. Ông già cầm quạt. Ừ, ấy hai chữ. Đây là một, đây là trái bầu ba, đây là trái đầu bầu con nè. Đây trái bầu em, đây trái bầu chị. À chị ơi chị. Tào lao quá, con này phải là ông cố tổ ơi. Thôi tào lao đi đi. Thôi đừng có tào lao nữa. Em leo lên đầu ông cố tổ. Đừng có tào lao nữa thì móc vô đây đi rồi. Móc vô. Không. Móc vô. À. Ai tặng cho em trái này đâu, trái này của anh. Ủa rồi mắc gì đẩy cái bàn qua đó luôn rồi. Kệ đi. Các bạn muốn mua cái sản phẩm này á thì các bạn có thể bấm ở dưới, thì mình sẽ có một cái kênh của ba mình có ba có đăng hình cái sản phẩm này. Thì á các bạn á, một á là các bạn có thể inbox ở dưới để mình để ra cái tên kênh, hoặc là các bạn, hoặc là mình sẽ, hoặc là mình sẽ để dưới phần hashtag có cái tên kênh luôn nha. Mấy bạn bây giờ mà mấy bạn nói nghe là mấy bạn bây giờ mình sẽ để cái ở dưới hashtag có cái kênh kênh luôn nha. Okay. Mấy bạn nhớ là mấy bạn vô ủng hộ tôi mình nha mấy bạn. Bye bye. Bye bye. Ngày mai sẽ có video mới, 2 video 1, 3